Tại buổi họp báo chiều ngày 9 tháng 12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết từ ngày mai 10 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Theo ông Tâm, nhiều người dân còn đang phân vân, chưa rõ về khái niệm tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại. Ông Tâm giải thích, liều bổ sung là dành cho những đối tượng sau khi đã tiêm hai liều vaccine cơ bản nhưng họ vẫn không đạt được lượng kháng thể. Liều này áp dụng cho những đối tượng suy giảm miễn dịch, đặc biệt là những người trên 50 tuổi, có bệnh nền. Thời gian chỉ định của mũi tiêm là sau 28 ngày kể từ ngày tiêm mũi 2. Còn liều nhắc lại, gọi nôm na là liều thứ 3, mũi 3, được áp dụng cho người đã tiêm đủ 2 mũi, thời gian tiêm là sau 6 tháng tính từ mũi tiêm thứ 2. Theo ông Tâm, từ ngày 10 tháng 12, thành phố bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Các cơ sở y tế sẽ lên danh sách các đối tượng thuộc diện được tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại, phối hợp với chính quyền địa phương và công an để xác minh thông tin đối tượng. Theo đó, đơn vị tổ chức tiêm chủng sẽ hướng dẫn người dân phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin và lịch sử tiêm ngừa COVID-19. Sau đó, chính quyền địa phương, công an phường, xã sẽ xác minh thông tin tiêm chủng đối với danh sách những người đã đăng ký tiêm. Sau khi hoàn thành việc xác minh thông tin, địa phương sẽ chuyển danh sách đến đơn vị tổ chức tiêm chủng và đơn vị này sẽ đối chiếu danh sách đã được xác minh. Việc tiêm liều bổ sung hay liều nhắc lại sẽ căn cứ từ những thông tin đã được xác minh này. Song song với đó, các đơn vị tổ chức tiêm chủng cũng sẽ lưu lại các cơ sở dữ liệu tiêm chủng, danh sách người tiêm vaccine để sử dụng trong trường hợp đối chiếu khi cần.